Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip trước thì mình đã chia sẻ cho mọi người nên mua sản phẩm âm thanh online hay offline rồi ha. Như đã hứa thì trong clip này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái mẹo để mua sản phẩm online về ngành âm thanh của mình làm sao nó tránh bị nhầm. Bắt đầu thôi. Về nội dung clip này á, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người để cái mẹo để mọi người biết được cái clip mà nghe nghe trên mạng á thì nó sẽ như thế nào và cách đánh giá nó làm sao cái clip đó nó có chuẩn hay không á. Ok nha. Đầu tiên á, cái cách đầu tiên mà mọi người làm á là mọi người hãy chuẩn bị cho mình một cái thiết bị tham chiếu nó có chất lượng tốt nhất. Mọi người đừng có nghe clip trên mạng mà nghe qua loa điện thoại này, nghe qua loa tivi này, bởi vì hai cái thiết bị đó cái giải đáp ứng tần số của nó rất thấp. Nó không thể nào đảm bảo cho mọi người nghe được chính xác cái âm thanh cái từ cái loa ra được. Đó, thì mọi người ít nhất thì mọi người nên cứu có thì mọi người nên có tai nghe. À, tai nghe gì cũng được, in ear nhét lỗ này nè thì âm thanh nó ra nó sẽ trung thực nhất mà nó đáp ứng tốt nhất cho mình. Đó. Đương nhiên nếu mọi người có thiết các tai nghe về kiểm âm hoặc là loa kiểm âm thì đương nhiên cái nó quá tuyệt vời rồi, nhưng mà cái đó thì nó hơi khó với những người tiêu dùng. Cái đó thì sẽ những thiết bị chuyên nghiệp, những người chuyên nghiệp người ta hay xài. Nhưng mà ít nhất thì mọi người nên sắm cho mình một cái tai nghe in-ear nên được vào lỗ tai, thì nó cái lúc trong quá trình test, quá trình mọi người nghe thử cái bản test đó thì nó sẽ ra tương đối chính xác nhất. Thứ hai nữa là mọi người sẽ phải có kinh nghiệm đánh giá cái bản thu đó là có thực tế là thu hay không hay là như thế nào đó. Thì nếu như mọi người đã biết, nếu một cái clip mà được quay thực tế, được thu thực tế từ môi trường thì 100% cái clip quay thu đó nó phải có tiếng tạp âm. Những tiếng tạp âm môi trường ở đây như mình nói là gì? Đầu tiên là tiếng xe cộ này, nếu mà mọi người quay ngoài trời. Còn nếu mọi người quay trong một cái showroom thì ít nhất nó sẽ phải có tiếng nói chuyện hoặc là tiếng quạt gió kêu, như mình đây đang có tiếng quạt gió kêu này đó. Hoặc là bất cứ một cái tiếng động gì đó nó sẽ có tổ tạp âm. Đây không phải là phòng thu, mọi người nên ý, mọi người đây không phải là phòng thu. Ok, trong những phòng thu mà thu giọng ca sĩ ra thì mọi người thấy trong phòng thu người ta sẽ dán tiêu âm kín mít á để không có tiếng tạp âm nào lọt vào, để khiến ca sĩ thu ra là chính xác nhất. Tuy nhiên đây là những clip mà thu trong môi trường ít là showroom bán hàng hoặc là ngoài trời á, thì chắc chắn 100% nó phải có tiếng tạp âm thì mới là những clip thu chính xác. Nếu mọi người thấy một clip thu á, trên mình coi YouTube mà có những clip thu á mà mọi người á mình nghe tiếng âm thanh test á, loa mà nó sạch tuyệt đối, nó phẳng tuyệt đối y như một cái bản nhạc mọi người nghe thì trên như một cái bản thu, tiếng một cái bản thu bình thường ra, một cái bản thu của ca sĩ ra, thì tất cả những clip đó nó gần như là người ta chỉ có quay hình xong người ta đưa cái nhạc vô thôi, chứ thực tế cái đó không phải. Mọi người mà nghe thấy nó phẳng tinh luôn, không hề có tạp âm luôn á, thì chắc chắn cái đó là cái tiếng người ta ghép một cái tiếng nhạc vô chứ không phải là người ta quay thực tế. Còn một cái nữa, khi mọi người đợt trước Huy có hướng dẫn mọi người cách mà mọi người nhớ là thu âm á, thu âm kiểu karaoke, mọi người muốn thu âm trên vang số hoặc mixer á thì mọi người thu âm như thế nào á, thì thậm chí cả những bản thu như thế á thì mọi người để ý đi, nếu tiếng mình hát vô micro này đưa qua mixer thu âm vào thì thực tế là sao, những bản thu đó nó mới từ giọng của mình qua micro và đến mixer thôi, nó chưa hề ra loa. Nên là những bản thu như thế, những bản thu của ca sĩ, tiếng ca sĩ như thế, những bản nhạc rất là hay thu tiếng như thế thì thu cái đó nó chưa chính xác được cái loa, nó đã ra loa đâu mà mọi người đánh giá được cái loa nó như thế nào. Đây nó mới đến mixer mới kiểm tra được chất lượng của micro là cái giọng của mình nè, chất lượng micro nè, rồi chất lượng thu từ mixer ra thôi, từ vang số ra thôi chứ chưa hề ra loa luôn. Mọi người cứ để ý một cái mẹo rất nhỏ mọi người đi. Chắc chắn những bản thu nếu mà phát từ loa nó phải có tạp âm, kiểu gì nó cũng phải có tạp âm, nó phải có tiếng vang, nó phải tiếng dội của môi trường, nó phải tiếng dội nhà này kia, hoặc là nếu mà quay ngoài trời, đặc biệt quay ngoài trời nó còn tiếng ồn dữ nữa, chứ không thể nào mà quay ngoài trời mà tiếng mà phẳng lì là không có, không bao giờ có nha mọi người ha. Mọi người để ý đó, mọi người thấy đó, chỉ cần một cái mẹo rất đơn giản. Thứ nhất là cho mình chuẩn bị cho mình một cái tai nghe chất lượng xíu, nếu mà có điều kiện chất lượng xíu, còn không ít nhất tai nghe in-ear là được rồi. Thứ hai nữa là để ý cái bản thu của trên online có tiếng tạp âm hay là không, là mọi người đã biết được bản thu đó, cái chất âm của cái thiết bị mọi người nghe đó nó có chuẩn là bản thu hay không, và từ đó mọi người sẽ đánh giá được là thiết bị này có hay hay không, có hợp gu với mình hay không hay như thế nào đó. Đó thì mọi người sẽ đưa ra quyết định chính xác hơn.
Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người một cái mẹo ha. Một cái mẹo khá là hay để mọi người mua hàng online sẽ thế nào cho nó tránh bị nhầm. Đương nhiên mình vẫn khuyên mọi người là nếu có điều kiện thì nên đến trực tiếp showroom bán hàng để mọi người nghe thử sản phẩm trực tiếp bằng đôi tay của mình, nó sẽ chính xác nhất. Để mọi người xem là nó có hay không, nó có hợp gu với mình không. Về karaoke thì mọi người phải hát thử thì mới biết được nó có nhẹ hay không, nó hát có tốt hay không. Đó, chứ còn mà online nó chỉ là một phần thôi, trừ khi mọi người không có điều kiện, không có dịp đến trực tiếp cửa hàng thì mọi người có thể sử dụng cái mẹo của mình mới chia sẻ để mọi người áp dụng ha. Thì mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong tiếp theo. Bye bye.